Vị trí kinh tế các quốc gia Đông Nam Á sẽ thay đổi như thế nào vào năm 2030? Trong video trước, chúng ta đã đưa ra bảng xếp hạng GDP các nước ASEAN năm 2022. Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 4 sau Indonesia, Thái Lan và Philippines. Vậy liệu 8 năm tiếp theo sẽ có bất ngờ nào xảy ra không? Và liệu vị trí của Việt Nam có được cải thiện hay không? Thì chúng ta sẽ đi ngay vào bảng xếp hạng dự đoán do IMF đưa ra nhé! Vị trí thứ 10, Brunei. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ quốc gia nào muốn chiếm lấy vị trí cuối bảng của tiểu vương quốc nhỏ bé này. Với sự bất ổn của dầu mỏ cũng như nhu cầu về các nguồn nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường, sự ra đời của xe điện là một thách thức cho sự phát triển bền vững của Brunei. GDP 23,02 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 43.000 USD. Vị trí thứ 9, Lào. Kinh tế Lào đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất hơn 20 năm qua. Lạm phát tăng phi mã trên 20%, nợ nước ngoài trên 80% GDP. Trong trường hợp không rơi vào vỡ nợ, họ cũng cần một khoảng thời gian dài để ổn định và hồi phục lại đà tăng trưởng. Dự báo nền kinh tế xứ Triệu Voi sẽ tăng bình quân 5% tới năm 2030. GDP 32,1 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 4.000 USD. Vị trí thứ 8, Campuchia. Anh bạn hàng xóm của Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc, vẫn đang duy trì được sự tăng trưởng tương đối ổn định. Nhờ sự trị vì của Hun Sen, tương lai đất nước Campuchia vẫn rất tươi sáng. Tuy nhiên, những hạn chế về mặt dân số, diện tích, tài nguyên sẽ khó có thể giúp Campuchia trở thành một thế lực về kinh tế khu vực. GDP 48 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 2,5 nghìn USD. Vị trí thứ 7, Myanmar. Vừa qua, mình đã hơi bị bất ngờ trên một diễn đàn kinh tế Việt Nam đã thống kê bảng xếp hạng tăng trưởng kinh tế trung bình các quốc gia Đông Nam Á trong 30 năm qua, với vị trí dẫn đầu thuộc về Myanmar với tăng trưởng bình quân 7% hàng năm. Xếp sau là Việt Nam với 6,4%. Tuy nhiên, quốc gia này tới tận năm 2022 vẫn là nước nghèo nhất khu vực với GDP đầu người chỉ 1.200 USD. GDP 90 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 1.800 USD. Vị trí thứ 6, Singapore. Với diện tích nhỏ và dân số quá ít, thì tương lai Singapore sẽ khó mà giữ được thứ hạng của mình, dù biết rằng sẽ khó có nước nào vượt qua nổi sự giàu có và thịnh vượng của đảo quốc sư tử. GDP 539 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 86.000 USD. Vị trí thứ 5, Malaysia. Những chú hổ Mã Lai dù không thể hóa hổ kinh tế châu Á theo đúng nghĩa đen, nhưng lại duy trì được sự phát triển vô cùng bền vững trong 50 năm qua và sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong 10 năm nữa để sớm gia nhập vào những quốc gia thu nhập cao. GDP 550 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 17.000 USD. Vị trí thứ 4, Philippines. Philippines vẫn vậy, được đánh giá rất cao nhờ quy mô dân số đông và trẻ và khả năng nói tiếng Anh của người dân. Tuy nhiên, hạn chế về vị trí địa lý, giáo dục cũng như một chính phủ tham nhũng đã kéo đất nước này ngày một tụt hậu và hụt hơi. GDP 561 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 5.100 USD. Vị trí thứ 3, Thái Lan. Việc đối mặt với sự già hóa dân số thuộc top cao nhất thế giới, đất nước luôn trong tình trạng bất ổn, đảo chính có thể xảy ra bất cứ đâu, thì sẽ không ngạc nhiên khi Thái Lan bị tước lấy vị trí thứ 2 sau nhiều thập kỷ. GDP 713 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 11.200 USD. Vị trí thứ 2, Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm trước và dự báo sẽ bùng nổ hơn trong ngắn hạn, IMF đánh giá rất cao sự phát triển của Việt Nam là đầu tàu ASEAN. GDP 721 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 7.500 USD. Vị trí thứ 1, Indonesia. Đương nhiên rồi, Indonesia vẫn là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, ít nhất trong 10, 20 năm nữa, bởi lợi thế dân số gần 300 triệu dân. Tuy nhiên, họ sẽ bị Việt Nam vượt qua mức thu nhập bình quân đầu người vào năm 2027. GDP 1.800 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 6.500 USD.